Động thái lạ của Bạch Công Khanh sau lùm xùm ngó lơ nam em. Hành động trên của nam ca sĩ nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước nghi vấn cặp đôi được yêu mến nam em Bạch Công Khanh có xích mích và rạn nứt tình cảm bởi hành động ngó lơ nhau tại một đêm nhạc. Cụ thể, tại một đêm nhạc được tổ chức ở Đà Lạt vào tối ngày 9 tháng 12, nam em và Bạch Công Khanh liên tục có những hành động phũ phàng dành cho đối phương. Dù hát chung nhưng mỗi người lại nhìn một hướng khác nhau chứ không còn những tương tác thân mật, tình tứ như xưa. Hành động của cả hai khiến bầu không khí trở nên lạnh lùng, gượng gạo. Đáng chú ý, sau đó Bạch Công Khanh cũng có động thái trên mạng xã hội. Cụ thể, sáng ngày 11 tháng 12, nam ca sĩ đã đăng tải hình ảnh của anh trong đêm diễn trên, đồng thời gửi lời cảm ơn đến khán giả tham gia đêm nhạc. Tuy nhiên, một số cư dân mạng tinh ý đã soi được, nam ca sĩ không hề đăng tải hình ảnh nào chụp cùng nam em. Đây được coi là một hành động lạ, bởi trước đó khi đi diễn cùng nam em thì nam ca sĩ luôn đăng tải hình ảnh của cả hai. Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng cũng không khỏi xôn xao trước thông tin Bạch Công Khanh hủy show diễn chung với nam em dù đã lên lịch trình trước đó. Cụ thể, trong một hội nhóm dành cho người hâm mộ của nam em đã chia sẻ về lịch trình đi diễn của cô cùng các bạn diễn. Đáng chú ý, người này cho biết buổi diễn vắng mặt ca sĩ Bạch Công Khanh. Thông báo, vì lý do cá nhân nên sau ngày 14 tháng 1, Bạch Công Khanh sẽ không tham gia nữa. Có nghĩa là sau ngày 14 tháng 1 chỉ có nam em, Song Luân và Thái Ngân thôi nha cả nhà. Người này thông báo. Cặp đôi nam em Bạch Công Khanh nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả, cả hai từng hợp tác khi đóng chung bộ phim Nhà Không Bán. Sau đó, hai người cũng nhiều lần đi diễn cùng nhau, song ca cực ăn ý trên các sân khấu âm nhạc. Không chỉ kết hợp ăn ý mà còn có nhiều màn tương tác đáng yêu trên sân khấu, cặp đôi còn khiến người hâm mộ suýt xoa với độ đẹp đôi khi đứng cạnh nhau. Việc cặp đôi luôn xuất hiện bên nhau và có nhiều cử chỉ, hành động thân thiết sau nhiều lần hợp tác chung khiến khán giả thích thú. Điều này làm dấy lên nhiều đồn thổi về tình cảm của cặp đôi và các cư dân mạng cũng nhiệt tình đẩy thuyền. Hiện tại, những lùm xùm từ nhiều ngày qua của hai nghệ sĩ đang nhận về sự phản ứng trái chiều từ người hâm mộ.